thường có cái răng này nó bị mọc lệch vô trong nha. Ăn uống nó bị đau không? Răng cũng khá là dài, cứng ha. Rồi men răng của mình khá là tốt ha. Chỉ có mỗi cái đặc điểm duy nhất á là các cái răng này á nó bị lệch lạc nhiều, tức là cái hàm nó bị hô ra. Đó. Cho nên trong trường hợp này á là phải niền các cái răng lại cho nó thẳng đều, nhìn nhỏ đẹp lên. Thì bây giờ á niền có nhiều kiểu lắm. Niền bằng mắc cài, với lại niền bằng cái khay trong. Đó. Thì mắc cài là phải đặt các cái mắc cài bằng kim loại á lên các cái răng, sau đó cứ đi các cái dây để cho cái răng thẳng lại. Còn bây giờ thì niền bằng cái kỹ thuật nó mới hơn, là không cần gắn mắc cài nữa, chỉ cần gắn các cái khay vào bên trong thì vệ sinh cũng rất là dễ. Rồi mình cứ mỗi lần mình lên khay thì cái răng nó sẽ di chuyển theo cái khay của mình muốn, đó thì nó sẽ đỡ hơn và vệ sinh cũng sẽ dễ hơn so với gắn mắc cài. Như vậy thì của Hùng á Thiếp thì sẽ niền răng, niền bằng cái khay trong, không có nhổ răng luôn, để sắp đều răng lại, như là chỉnh cái răng ở phía trong này này cho nó chạy ra. Dạ. Yeah. Thì cái thời gian á niềng thì trung bình là khoảng 2 năm rưỡi tới 3 năm á. Và cứ một tháng thì Thiếp chở qua một lần rồi thì cho coi, cho xử lý lại hết mấy cái răng đó cho. Chỉ có trong quá trình làm á thì nhắc Hùng là chịu khó chạy răng cho nó sạch lại thôi, chứ còn lại thì mọi thứ còn lại thì để con kiểm soát. Có lo lắng gì không? Bây giờ nhiệm vụ nha là Hùng sẽ chạy răng tích cực hơn đó, rồi chịu khó mang khay nha. Rồi tại vì cái niềng răng này á là cứ phải mang khay một ngày ít nhất 20 đến 22 tiếng, nghĩa là chỉ trừ cái lúc mà mình ăn cơm á, ăn cơm sáng, ăn cơm trưa, ăn cơm chiều, nó lại trừ cái lúc mà mình uống nước ép, uống nước ngọt ra, là tất cả còn thời gian còn lại là phải mang hết. Chẳng hạn học bài cũng mang này, rồi chơi thể thao cũng mang này, rồi đi ngủ cũng mang này. Cho nên là phải chịu khó mang khay thì cái răng nó mới chạy theo đúng cái lộ trình mà bác sĩ đưa ra cho Hùng nha.